Kính thưa quý và cô bác, chúng ta thường có thói quen bị dẫn dắt bởi truyền thông, bởi chắc chắn rằng truyền thông đó là một hệ thống nói dối. Khi chúng ta nghe lời nói dối thường xuyên diễn ra hàng ngày thì chúng ta tưởng là đám đông cũng nói giống vậy và chúng ta mặc nhiên đó là điều sự thật giả dối và chúng ta cứ đinh ninh tưởng nó là sự thật. Có những điều người ta cho là thuyết âm mưu và người ta mặc định trong trí óc và bộ não tư duy theo hướng đó, và mọi thứ dù nó là hiển hiện trước mắt của chúng ta vẫn cho nó chỉ là âm mưu và hoàn toàn không có thật. Ít ai có thể dừng lại và đặt câu hỏi là tại sao nước Mỹ trong thời gian ngắn gần đây lại liên tục những sự việc xả súng như vậy. Điều gì ở trong cuộc sống, trong thiên nhiên cũng có nguyên nhân của nó, và người Việt chúng ta vẫn thường hay nói không có lửa làm sao có khói. Và thậm chí nhiều người vì mục đích gì đó họ đã dẫn dắt chúng ta theo hướng của họ. Rõ ràng chúng ta vừa lại phải chứng kiến thêm một sự thật đau lòng nữa, đó là việc xả súng hàng loạt xảy ra tại Philadelphia, ở Tennessee, khiến cho 5 người đã qua đời và hàng chục người khác bị thương. Nhiều người cũng đã cảnh báo cho chúng ta biết đó là những chiêu trò spam cho những sự việc xảy ra hàng loạt trên khắp Hoa Kỳ, để dựa vào đó họ lấy cái cớ để kiểm soát súng đạn, và bây giờ nó đang diễn ra và diễn ra hàng ngày. Không chỉ vậy, mật độ diễn ra càng ngày càng nhiều hơn và khiến cho chúng ta vẫn cứ đinh ninh đó chỉ là thuyết âm mưu mà thôi. Chỉ nhìn lại trong 2 ngày cuối tuần, vào ngày 4 tháng 6 vừa qua và ngày 5 tháng 6 vừa qua, thì ít nhất đã có 6 người thiệt mạng và 25 người khác đã bị thương vì súng, trong 2 vụ khác nhau ở các tiểu bang Tennessee và Pennsylvania. Thực tế không phải là do cái súng và do con người, mà người ta đang đổ lỗi cho một khẩu súng. Ở tại Pennsylvania, sự việc đã làm lấy đi cuộc sống của 3 người và gây tang thương ít nhất là cho 3 gia đình trực tiếp đến 3 người này. Sự việc xảy ra tại khu giải trí nổi tiếng ở tại trung tâm thành phố Philadelphia, và chính quyền thành phố họ cho biết rằng cảnh sát tuần tra khu vực trên đường South Street ở trung tâm Philadelphia và nghe thấy nhiều tiếng súng và chứng kiến một số nghi can xẻ súng vào đám đông ngay trước nửa đêm. Ông Page, thanh tra sở cảnh sát, cho biết trong một cuộc họp báo như vậy, một cảnh sát viên đã bắn một trong những nghi can từ khoảng cách 30 phút, nhưng không rõ là có trúng hay không. Ông thanh tra này nói, không thể tưởng tượng hình ảnh có hàng trăm người đang vui vẻ trên đường ở South Street, nhưng họ vẫn làm vào cuối tuần thì sự việc lại xảy ra như vậy. 2 người đàn ông và một người phụ nữ đã mất mạng trong sự việc. Thanh tra cảnh sát nói tên của nạn nhân chưa được chính quyền công bố. Ông Damien, phát ngôn của bệnh viện Thomas Jefferson University Hospital, cho biết trong số 10 người được đưa đến đây thì đã có 3 người đã chút hơi thở, 6 người trong tình trạng ổn định và 1 người được xuất viện. Nhiều người e rằng, và trong cộng đồng người Mỹ Việt chúng ta cũng chia sẻ là bây giờ đi chợ cũng cảm thấy không yên tâm bởi sự việc như vậy vẫn liên tục xảy ra. Và một câu nhận định của nhiều người thấy rằng họ đang làm cho sự việc này diễn ra nhiều hơn trên khắp Hoa Kỳ, để họ lấy cớ đó để mà thực hiện ý đồ của họ, đó là tước đi cái quyền được bảo vệ và sử dụng vũ khí của người Mỹ. Bởi trên toàn thế giới này chúng ta nhìn thấy Hoa Kỳ là một quốc gia dẫn đầu. Nếu họ có thể kiểm soát được quốc gia này thì tất cả những quốc gia khác không là chi, bởi bài toán phép thử về dịch bệnh và về vaccine vừa qua đã cho chúng ta thấy rõ về nhân loại ngày nay. Họ không còn định hướng và họ chỉ dựa vào truyền thông và theo dẫn dắt của truyền thông mà thôi. Câu hỏi đặt ra là có phải người Việt chúng ta kinh doanh trong ngành nào kiếm tiền khủng hay không? Và họ có cuộc sống rủng rỉnh sau một thời gian kinh doanh trong lĩnh vực này hay không? Thì thực tế có rất nhiều người đã thành công trong lĩnh vực ngành nail, và nhiều người đã tạo dựng được cơ đồ sự nghiệp của mình ở tại Hoa Kỳ, cũng như là tạo dựng được tương lai cho con em của mình nhờ làm việc trong lĩnh vực này. Đó là điều có thật. Tuy nhiên có những chia sẻ mà chúng ta cũng đồng cảm với đồng hương gốc Việt chúng ta. Mỗi ngành nghề có sự khác biệt và đặc tính cũng như đặc thù riêng của những ngành nghề đó. Chị Nguyễn khi đang mang em bé, bác sĩ khuyên chị là nghỉ làm hay là không sinh em bé nữa. Nhưng chị vừa muốn giữ bé vừa không muốn nghỉ việc. Chị đành tránh gặp bác sĩ trong suốt những tháng mà chuẩn bị sinh em. Bất chấp việc bị mất nhiều máu trong cả 4 lần mang thai. Đó là lỗi của tôi chứ không phải lỗi của họ. Theo như chị Nguyễn chia sẻ, chị nói là công việc của chị đã chọn thì mình phải sống với nó thôi. Chị là một trong hàng nghìn người Mỹ gốc Việt, trong đó phần lớn là chị em phụ nữ, làm việc sơn sửa móng tay và móng chân 12 giờ một ngày ở tại bang Cali nói riêng và nhiều tiểu bang khác ở Mỹ nói chung. Một số đồng hương khác chia sẻ rằng đầu tiên khi bước vào nghề này cảm thấy đau đầu, khó thở và nhiều lúc mẩn đỏ hay là gặp về vấn đề sức khỏe của mình. Nhiều triệu chứng mà một số nghiên cứu cho thấy là có liên hệ trực tiếp đến những hóa chất trong ngành sơn móng tay. Tuy nhiên, cải thiện môi trường làm việc của mình, trang bị những ống hút hơi độc hại từ các bàn làm móng trông giống những vòi của những con voi, tạo cho môi trường làm việc thông thoáng hơn và đỡ độc hại hơn, tạm gọi là tiệm làm móng an toàn, thì trong không khí tiệm làm nail lại không còn nặng mùi nữa. Các thợ phản hồi rằng khi đeo khẩu trang và găng tay thì lại làm việc dễ chịu hơn. Thực tế thì Hiệp hội Tiệm làm móng an toàn ở Cali cũng đang dùng những biện pháp này để nâng cấp những tiệm kinh doanh theo trước đây, để trang bị thêm nhiều tính năng hỗ trợ của máy móc để giúp cho tiệm được an toàn hơn, giúp cho thợ có không gian làm việc thoải mái hơn và tránh bị lây nhiễm bệnh, cũng như là tạo cho môi trường có sức khỏe tốt hơn. Đóng góp trong nhóm này bao gồm nhiều sách hướng dẫn về một tiệm làm móng an toàn được chính phủ liên bang công nhận kể từ tháng 11 năm 2016, mà cho đến nay đến 2021 thì đã có rất nhiều cải tiến từ những chủ tiệm làm móng và tự bảo vệ cho mình cũng như là trang bị trang thiết bị cho mình khi tình hình kinh tế của Mỹ đã mở cửa trở lại. Cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ đã tài trợ là hơn 120.000 đô la Mỹ để mà nhóm này thí điểm một chương trình cho vay vi mô. Thực tế có nhiều đồng hương chúng ta chia sẻ rằng một thái độ thờ ơ trước rủi ro về sức khỏe của mình. Không có gì ngạc nhiên khi áp lực về đời sống kinh tế cần phải làm ra tiền lại càng dâng cao và đè nặng trên mọi người. Nhiều người nói là những lo ngại mà nhóm đã nêu lên bắt đầu đã bị gạt bỏ đi khi không quan tâm về vấn đề chăm sóc sức khỏe cũng như là nâng cấp cửa tiệm của mình để cho an toàn sức khỏe hơn. Nhiều nhà chuyên môn đã đến các tiệm làm nail của người Việt để hướng dẫn về y tế, nhưng nhiều người cũng phản hồi rằng cũng bất ngờ khi mỗi người gặp đều có những vấn đề về sức khỏe. Trong các chuyên gia đó kể lại, chúng tôi nhận ra đây là một bệnh dịch. Trong nhiều thập kỷ qua, làm móng đó là con đường nghề nghiệp ổn định cho những người Việt mới đặt chân lên đất Mỹ, và nghề này thực tế là rất dễ học và không đòi hỏi vốn tiếng Anh nhiều cho lắm. Người mới đến thường làm cho bạn bè hoặc là làm trong gia đình người quen của mình. Những người tới trước và đã mở tiệm riêng và sau đó người đến sau cứ vậy mà xin vào làm. Không ít đồng hương gốc Việt chúng ta khi đặt chân đến Mỹ chỉ mới 18 đôi mươi cũng đã làm nghề. Anh trai của một đồng hương đã đến Mỹ trước và mở một salon, và sau đó người em đến sau lại cứ việc làm việc cho anh trong 2 năm trước khi có kinh nghiệm, và sau đó lại tiếp theo ra mở một tiệm khác. Không nghề nào giúp cho bạn bè có tiền trong thời gian ngắn nhất như là nghề nail ở Mỹ. Ngày nào thì cũng cần tiền, và đây là nghề nhanh nhất cho những người mới đến, như tất cả những đồng hương gốc Việt chúng ta khi nhớ lại ngày đầu tiên đặt chân đến đất cờ hoa này. Ví dụ như trường hợp của cô Trương là chủ tiệm làm móng ở Cali, cách San Francisco cũng nửa tiếng lái xe. Cũng có một câu chuyện bước vào nghề tương tự. Cô từng dạy học ở Sài Gòn trước khi qua Mỹ với dự định là học đại học và tiếp tục đi dạy. Nhưng hoàn cảnh gia đình buộc cô phải bỏ học và phải đi làm. Và cô chọn làm nail vì theo như cô, đây là nghề có thể học nhanh và kiếm tiền ngay được. Nhưng hai người phụ nữ đều sớm bị ảnh hưởng sức khỏe vì làm việc với hóa chất cả ngày. Họ nói rằng chúng tôi có biết, nhưng tôi đã chọn nghề này thì phải theo nó đến cùng. Khi ấy tôi còn trẻ, tôi nghĩ mình rồi sẽ quen mà thôi. Sau khi cô gặp một nhân viên y tế cộng đồng và cô nói chuyện với một khách hàng đang phải trải qua hai chị, thì họ mới bắt đầu tìm hiểu thêm về các hóa chất trong sần móng tay, và đặc biệt là những thứ mà cô vẫn thường quen dùng hàng ngày ở trong cửa tiệm của mình. Nhiều đồng hương chúng ta sau thời gian dài hành nghề thì cũng chia sẻ rằng thực tế trong thời gian đầu, đặc biệt là những năm trước đây nữa, việc kiếm tiền trong nghề nail cũng khá là dễ. Việc kiếm tiền đó là cái động lực để cho nhiều người Việt chúng ta để phát triển trong nghề này, cũng như là gắn bó với nó trong nhiều năm, bởi vì thấy thành quả rõ rệt ở trong ngay chính đời sống gia đình của mình, tạo đường công ăn việc làm, tạo đường cơ sở vật chất, có nhà, có cửa, có xe. Và điều quan trọng nhất đó là nền tảng để giúp cho con em của mình được học hành và có một tương lai khác hơn với mình và tốt hơn với mình. Đó là những động lực, dù rằng có những cái rủi ro ở trong nghề. Tuy nhiên mọi người vẫn đang cố gắng làm sao để cải thiện chính cái môi trường làm việc của mình và hy vọng có cuộc sống tốt hơn. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.